Thưa quý vị và các bạn, thác Tà Puông ở huyện Hướng Hóa là một địa danh mà người dân trong tỉnh đã biết đến từ lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng đã có cơ hội để trải nghiệm du lịch ở đây. Cảnh quan thì rất là tuyệt vời và hùng vĩ. Và vào mùa hè như thế này thì đây là một địa điểm mà quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ. Để đến được thác Tà Puông, du khách phải đi khoảng 60 km từ thành phố Đông Hà theo quốc lộ 9 lên đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Từ đây rẽ vào đường Hồ Chí Minh khoảng 50 km để đến với trung tâm xã Hướng Việt. Giữa muôn trùng rừng núi, ngọn thác trắng xóa như nét chấm phá độc đáo khiến bức tranh thiên nhiên trở nên vô cùng thơ mộng và hữu tình. Không khí trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp tại đây đã cho du khách một cảm giác rất thư thái và hứng khởi. So I think this waterfall is a beautiful sight. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thác rất là đẹp. Và ở quê nhà của tôi, những cảnh đẹp như thế này là rất hiếm có. Tôi nghĩ đây là nơi rất có tiềm năng để phát triển du lịch. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ giữ được nét thiên nhiên hoang dã ở đây, cũng như giữ gìn vệ sinh sạch đẹp để phát triển du lịch bền vững. Được sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, vừa qua, xã Hướng Việt đã được bố trí kinh phí 65 triệu đồng để xây dựng các lán trại, đường dẫn vào thác từ trung tâm xã cũng như thành lập tổ du lịch cộng đồng để phục vụ du khách gần xa. Với sự thuận lợi đó, hy vọng ngày càng có nhiều du khách đến với thác Tà Puông để trải nghiệm vẻ đẹp du lịch miền Tây Quảng Trị. Vâng, không chỉ được thưởng thức cái cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời tại đây mà khi đến với thác Tà Puông thì quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những cái món ăn truyền thống của địa phương do tổ du lịch cộng đồng của xã Hướng Việt chuẩn bị và được gói trong những cái chiếc lá dong như thế này, hết sức là gần gũi với thiên nhiên. Với những cái điều tuyệt vời như thế này thì quý vị và các bạn hãy nhớ ghé đến thác Tà Puông vào mùa du lịch này.